đừng bận rộn làm việc, xin thu hồi đi. Chúng ta hát con hò ngay mà. Còn nếu hát theo những bài mà chúng ta đã dạy con, thầy hoàng thì các cô bác trong buổi câu lạc bộ văn họ chúng ta nhé. Bây giờ Hà Văn mình cùng đến với hội thi hát văn họ của hội đồng hương Bắc Ninh nhá.